anh em nha. Thì hôm nay là tụi mình đi ra quỳ ruộng ở phía trước nhà để đi bắt ốc về làm một cái nồi ốc siêu to khổng lồ. Rồi ăn xem thử, với lại mình sẽ quay lại một cái ngày mà đi bắt ốc cho mọi người xem nha. Thì là cái ở phía sau mình đó là ruộng này, mọi người có thể thấy là ruộng rầu cây cấu nhiều lắm, rồi bầu trời nó trong xanh lắm. Và đây mình đi với lại Tuyến thì chỉ có hai anh em mình đi thôi, tại vì là bây giờ là cũng mới 2 giờ trưa nè, giờ nó còn nắng lắm, nên là tụi mình đi là tụi mình mặc áo khoác với lại đem theo nước đồ nè, để cho nó đỡ mất nước, đỡ mất sắt các bạn. Thì tụi mình nghĩ là tụi mình bắt tới tầm khoảng có tới chiều tối là mới đủ á. Thì tại cái ruộng này là ruộng mới vừa xả nên là ốc đồ người ta bơm thuốc cái đồ nó cũng ít, nên là tụi mình kiếm chắc nó cũng hơi khó. Thì đi ven ven mấy cái chỗ này thử, nếu không có thì tụi mình đi sang mấy cái địa điểm khác ở phía ở ngoài kia hoặc là ở dưới kia nha các bạn. Đó. Thì mấy bạn thấy ruộng rất là đẹp luôn nè. Thì lúc nãy là cô Tấn á, là cô Tấn là có đòi theo nhưng mà chưa nắng quá bạn, sợ ra ngoài này nắng quá xíu nên là thôi là mình chỉ cho Bi Tiến đi theo thôi. Đó. Bây giờ hồi nãy là mình kiếm cái bao để đi đựng ốc á, mà nó không có, cái xong lấy cái rổ ra để đựng luôn mà, xong rồi đựng hai đựng hai chai nước để uống luôn. Đó, thì bây giờ mình sẽ đi dạo dạo để xem thử có ốc không nha. Thì đang đi giữa chừng á thì thấy một cái gọi là cô em ở trong xóm á, nó thấy nó đòi đi theo để bắt chơi, để đi theo anh Tú để bắt ốc luôn các bạn. Đó, bạn thấy hình cô ơn sao là tên là Đạt nha các bạn. Đó, thì bây giờ chắc ba anh em đi bắt luôn. Thì nha anh em, cái ruộng ở chỗ mình đó là người ta là má xẻ cái thành là ở trong ruộng. Ô, có ốc không? Có ốc à, con này thì bự. Con này thì không bự lắm, nhưng mà nó ốc rất to nha. Gọi là bây giờ là con này chắc to nhất ở ruộng luôn á, tại vì người ta mới xả nên là ốc nó chắc nó cũng chết hoặc là nó đi đâu rồi. Giờ ốc ruộng là không còn, chỉ còn ốc ngoài mương, mấy cái đường mương nhỏ nhỏ này thôi mà. Anh em mình nãy giờ đi thì chỉ có mấy con leo teo lít chít à, thì tụi mình đi bắt chít tới tầm 5-6 giờ chiều thì mới đủ về ăn luôn á. Giờ không có một cái nồi siêu to khổng lồ luôn á bạn, chắc ít gọi là vừa đủ nhà ăn thôi chứ còn có vừa siêu to khổng lồ. Bây giờ tụi mình sẽ đi qua mấy cái cây cầu gỗ này nè để đi lên phía trên kia bắt thử nó có cái gì không nha. Thôi để mình đi hết cái đường mương, mình đi hết cái đường mương rồi mình quay lại nha. Được 2 con luôn. Con nhiều quá chẳng nhỉ. Cái ốc này ốc phi vàng à. Thật sự ốc chết quá à. Ốc chết rồi mà. Anh ba rờ trúng 2 con ốc chết luôn. Bóc 2 con trúng 2 con ốc chết. Các bạn thấy cái ruộng mới xè nè, nó mới nhú lên cơn xí nè, nên là ốc nó không có sống được các bạn. Chết không? Bay mũ ăn rót nước ăn, đi đường tí thì gió nó mạnh quá mà cái mũ của Tuyến bị rơi xuống cái ruộng mất.
em xem thử con đậu được không, lá mũi me nè. Lá mũi me nè, đây đây. Không, em đậu được, em be không có. Không không, đưa đem be cái mũ á. Em be đậu đó được. Nè. À, em có mũ áo. Mình xịt đậu cái mũ này nha, tại vì tóc của con bé Tiến này nó dài nên về gạo khó chứ mình gạo nó nhanh nha ba. Hay là mình xịt đậu cái này rồi về mình gạo sao? Gạo đầu quá mấy bạn. Thì bây giờ anh em mình chỉ đi lần lần lên trên kia nha. Cô Bi á thì cô Bi giờ sinh mẹ rồi. Bên kia chứ con hả? Bên nè. Ra đường à? À, chứ em bé sợ đi ruộng nó còn có đây. Giờ tụi mình chắc đi cái đường mương mang mang theo nữa bạn. Nó đi ruộng sợ nó còn có hả? Mấy đường mương này cạn nước lắm à. À. Còn à. Buổi trưa á nên là tụi mình không có dám xuống cái chỗ mấy cái chỗ sâu sâu bạn. Tại vì chưa trồng bóng rồi xuống mấy cái chỗ sâu sâu là nó không có nên các bạn. Nên là tụi mình chỉ đi ở trên ruộng với lại mấy cái mương mà nhỏ nhỏ như nãy giờ thôi. Thôi bây giờ mình đi lên đi ruộng đi, đi ruộng lần lần lên kia. Mình qua bên lúc kia mà chuyện nó nên lúc lắm mấy bạn ơi. Giờ mình sẽ qua nha mấy bạn. Ui vô trời ơi nên lúc bể cái đê luôn, bể cái chỗ đấy luôn mấy bạn. Ui chỗ đây mà tí một cái chết chết quá. Ui vô quê trần quá mấy bạn ơi, trần quá trần luôn. Cuối cùng cũng quay được rồi nha mấy bạn. Mấy bạn ơi, bên ruộng mình đang mình ra là tụi mình để đi hết rồi mà vẫn còn có bao nhiêu đai ấp nha mấy bạn. Giờ tụi mình sẽ qua bên cái cánh bên đây, cánh đang bên đây để xin thử có con ấp nào mấy bạn. Biết chết giỏi. Anh ba mình coi là ở ruộng này là mấy con ốc ấy là ban đêm nó mới đi ăn mà bạn. Giờ là nó biết cái giờ là người ta thường đi bắt tụi nó bạn, cho nên là nó lặn trốn hết rồi. Mà vui không cánh đồng mà bác mấy bạn không, không có con mèo hết nữa, không có ai hết nữa, chỉ có tụi mình trưa trưa đi nắng mới đi biết ấp thôi. Còn kia là thằng cô Đạt nha mấy bạn. Giờ nó sẽ xin được mẹ cho đi biết ấp cùng với tụi mình. Nãy giờ nó đang bị quá trời luôn. Giờ tụi mình sẽ đi biết ấp dưới đường này nha mấy bạn.
Ao ấp nha mấy bạn, ấp to luôn. Là ngay chỗ mấy cái mương nó nước chảy á thì có được mấy con ấp bự này nè. Chứ giờ mà ruộng sẽ đi theo cái ruộng này không có mấy bạn. Đi theo mấy cái mương. Mấy cái đường mương như vậy nha mấy bạn. Lúc nãy á tụi mình đi hồi nắng quá mà tụi mình tưởng là nắng là đi không mang dép là nó nóng cái nó bỏng cái chân á mấy bạn. Xong cái anh em mình mang dép theo, rốt cuộc là nó trượt lên bờ xuống ruộng á bạn. Trượt nãy giờ ướt hết cái hai cái đầu dép này. Mắt cái bờ này nó nhỏ quá, tụi mình đi này cứ muốn tía lên tía xuống hả. Cái cánh đồng ở phía trên này á thì nó nhiều ốc hơn ở phía dưới kia. Chắc tại ở phía trên này là sẽ lâu rồi á nên là ốc bây giờ bắt đầu sinh sôi này nữa rồi. Bị tiếng chỗ kia này mấy bạn, áo vàng vàng đó. Còn cô Đạt á thì ba mẹ thay nắng quá, ba mẹ biểu về rồi. Chỉ có hai anh em mình đi thôi. Các bạn thấy này được con ốc mi nho này mấy bạn. Chỗ kia được con rồi nè. Mình xịt loại vô. Đó các bạn nè. Con ốc mi nho này. Đó. À, khá là đẹp luôn á. Mấy cái đường này cô chú ở này là mới xả nên là tụi mình không có nên đi vào nha. Đi vào là nó bị hư hết mà mới dậm á. Ôi, được một con ốc bự nó nằm chỗ này nè bạn. Nhà chứ nó cũng bự lắm, chứ nó không có nhỏ. Ở đây hình như có một con ốc chết rồi, ốc chết rồi. Chắc nó bị ăn rồi. Chúng ta trọt lên xuống ngoài. Cái bờ này đi dễ trọt lắm. Này chút nãy giờ tụi mình nè. Đây nè, má vừa nói luôn, trọt lắm. Tụi mình đi chắc nhờ xong giặt đồ ra một mớ bùn ruộng luôn. Một con nữa nè, nó ở trong mấy cái chân giáo chân mà mấy cô chú đi mạ đó các bạn, đi cái á. Cái hồi năm tiểu học á, tụi mình là ngày nào mùa hè là được nghỉ học á, là tụi mình đi bắt ốc rồi, đi bắt ốc rồi về đi bán. Ở chúng mình là hồi đó là tầm 4.000 một ký là nhiều tiền nhất các bạn. Một ngày là má anh em trong nhà họ hàng bắt là mỗi người cũng được tầm 10 má ký á. Mà bữa nay vô cái mùa gì mà nó không có ốc này biết. Giờ mình xịt bò dép mình lội xuống như này nha. Như này lội cho một khúc. Cái này nó có mấy con à. Đó là được mấy con mi nhon. Ốc bưu vàng này, bưu vàng rồi nè. Lúc nãy tụi mình chưa xuống ruộng á nè, tụi mình tưởng là nhiều ốc nên là mình có nói là chỉ là một cái nồi siêu to để ăn rồi review cho mọi người xem luôn. Nhưng mà bây giờ đi xuống tới ruộng thì mới biết là nó có một chút ít ốc mà. Chắc về là một dĩa hay là một tô dĩa review rồi chấm nước chấm ăn nó chuyện vui. Ốc bự thì thường là ở ao suối nước chảy là nó ăn được nhiều. Còn ở ruộng này chủ yếu ốc nhỏ nhỏ. Nhưng mà ốc nhỏ thì nó có vỏ mà. Ốc nhỏ thì ăn nói chung là nó cũng được chứ nó không có vỏ đó.
Nhưng mà mình tính ra thì ăn ốc nhỏ nó ngon hơn. Tại vì là mình nấu nó thấm đều á, xong rồi mình chấm cái nước chấm á, nó sẽ thấm đều hết cái con ốc luôn. Mình bỏ vào là nó vừa ăn luôn các bạn. Còn con ốc to thì mình phải vợt nhiều lần cho nó thấm. Phía này có ốc mà ốc tương đối nhỏ nè mấy bạn. À mấy bạn ha, nhìn rất là đẹp luôn. Ốc nhỏ lúc chút nhiều lắm. Nãy giờ mình được như này, đem theo chai nước. Với lại em của mình cũng chai nước. Em mình cầm chỗ kia, em mình đi ra xe chỗ kia rồi, chắc mọi người không thấy đâu. Có cái này nè. Giờ dịch Covid đó mấy bạn. Nè tụi mình ra vì đường là tụi mình cũng phải mang khẩu trang nữa. À cái nắng của mình á, nắng ở bên này mình nắng dữ lắm. Nắng bỏng da 40 độ. Nên là mang vô cho nó đỡ cháy da mấy bạn. Gặp được con ốc to. Con ốc nha mấy bạn. Giờ mình xì bét con ốc này. Đó mấy bạn. Con ốc này cũng không phải rất là to lắm. Nói chung là nó cũng ok nhưng mà đỡ tụi mình xì bét đi bét chút xíu rồi tụi mình vừa chứ. Đưa mẹ cái bẹp mẹ xin hả? Hồi nãy giờ anh em mình đi bắt á, thì nó được cái bịch nhỏ như này. Như này chắc được ký không nè? Được ký á. À, được ký hoặc là hơn ký. Tụi mình sẽ về, tụi mình đi bắt một xíu nữa. Tụi mình sẽ về căng rồi tụi mình đi để nó ngâm rồi. Tại nó là cái ruộng ở chỗ mình đó các bạn. Là mới xạ nên là không có ốc nhiều. Với lại chỗ mình nó là có mương, nhưng mà ba mẹ mình không có cho, mẹ mình không có cho xuống mương các bạn. Kêu chưa nắng á mà xuống mương á là sợ này kia á, nên là mẹ mình không dám cho tụi mình xuống. Thì chắc tụi mình bắt được như này rồi, tụi mình bây giờ tụi mình sẽ men theo mắt cái mương ở chỗ này. Coi có ốc thì ở bờ mình vớt rồi xong mình về luôn, rồi mình ngâm chắc tới chiều xong rồi sẽ nấu nha các bạn. Nhiều này thì chắc cũng được một son á, son nhỏ á mấy bạn. Thì mình rồi luộc lên, mình luộc xong rồi mình chấm, mình làm mắm gần nữa. Nói chung là cái đó là chắc hết sảy luôn á mấy bạn. Bây giờ tụi mình sẽ bắt tiếp nha mấy bạn. Đây, em bỏ vô đi. Má đất đường to rồi nha mấy bạn. Mình bỏ ở đây. Bây giờ mình sẽ quay một cảnh bao quát ở quê mình cho mọi người xem nha. Đó, mọi người thấy cảnh ở quê mình không? Ở phía trước kia là núi Bà, hồi bữa mình quay cho mọi người xem rồi á. Còn ở phía trong này là nhà mình ở phía bên trong đó các bạn. Mấy bạn nhìn trong cái rổ á, nhà mình là ở phía bên trong đó á. Cũng không phải là nhà mình nữa. Tụi mình là ở nhà ngoại, hầu giờ tụi mình chưa có nhà. Mình ở nhà ngoại. Ở nhà ngoại mình ở phía trong đó. Đó các bạn ha. Con ốc này nè. Nhìn nè. Nó rất là to luôn. Nói chung là có... Nói chung là cái cỡ này là cỡ nhỏ chứ còn không to lắm. Nhưng mà con này là con to nhất trong bài này. Cô của mình ăn thì thấy ngon quá cái vô ngầu ăn luôn nha các bạn. Cái ốc này là mẹ mình nấu á chứ mình không biết nấu. À chị hai mình nấu các bạn. Đính chính. Cô Mừ thấy cái đây là sao cô Mừ? Quán ngon. Xúc xích. Có lộn lên hai con ốc gì xíu xíu đây. Hình như ốc cút rồi.
Không, nhưng mà ốc nhỏ ăn cũng được chứ không có mực. Đâu có cần phải bự lắm mà. Không phải công gỡ. Ốc bự ăn nhỏ đẻ hơn. Mẹ người ta lát cái đầu gì á. Ốc bự là người ta lát cái đầu gì ra á. Mình đứa nhỏ. Lấy cái đồ gì đó, cái nào mình chấm cho cái đứa này. Là mình ăn cái đều nha. Còn là mình bỏ cái đít lại. Mình ăn cái đít vô là nó sẽ bị đều cái bụng nha các bạn. Cái cảm giác á, mình chưa ngầu xuống nha. Nhưng mà cái cảm giác á, mà mình ăn cái đồ mà gọi là mình mới nắm á, với lại có ớt, với lại mình chấm gọi là cái ớt này nó cũng gọi là khá là cay. Thì ở dưới, ở trên cây mà ở dưới nó mát mát á, là nó lăn lăn ở giữa là đẻ cái bụng lắm á. Đang nghe ngắt là nó bị đau bụng á các bạn. Chẳng làm đi luôn. Chị không kêu. Không phải đi lấy nước. Cô mời thái bữa nay là mình ăn review ngầu trong này nó đẻ không hả? Không, mấy đứa có đẻ không? Chỉ mười ngầu qua thì sơ chân quá. Vô luôn. Ai tấn ơi, thái sao? Đẻ. Nhưng mà cây đó. Quá cây. Thì mấy bạn thì do team mình lại còn mấy chút không bạn? Nên là ăn cây không có được. Cái đây ít đẻ quá, biết sao? Cái đây nó có ít mềm, cái ruột nó nhiều. Nó bị cái trứng nó chiếm hết hơn nửa cái ốc mắt. Hai ba vô. Bắt bắt con thiệt chị ăn nữa con này nha. Cảm nhiệt nha, cách ăn là gỡ cái đít mình bỏ lại em ạ. Trong cái đít là nó có một cái phần mà đỏ đỏ nè, trắng trắng gì đó, còn để lại thì như đây mà mình nói nè, mình sẽ chấm nha. Đi ra ngon vậy bạn. Con chấm này nó thi thi á. Đấy các bạn, các bạn thích video này, các bạn thích cái series mình làm trong hồ bơi, ăn tất cả mọi thứ trong hồ bơi, thì các bạn hãy cho một like, một share và một subscribe nha bạn. Và đừng quên bấm nút chuông bên cạnh nha các bạn.